Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, viết tiểu thuyết, truyện ngắn về lịch sử là điều không dễ dàng với người cầm bút. Với những cây bút trẻ thì đề tài giã sử là một thử thách và cũng là trải nghiệm lý thú. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Chuyến trở về của cỏ của nhà văn Đinh Phương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Trên đời này chẳng có chiếc áo nào đẹp hơn thế. Chiếc áo vợ tôi sửa trước ngày tôi đi theo vua Cảo làm loạn đánh thốc tận Đông Kinh. Chiếc áo nâu sậm làm từ áo của mẹ tôi. Mẹ tôi chia tháng trước, miếng cơm cuối cùng đưa lên miệng. Thằng lòi hàng xóm rình dập phía ngoài chạy vào giằng lấy. Tôi túm được lúc nó lao ra ngoài. Khôn nạn, tôi nói, bà ấy đẻ ra tao đấy. Miếng cơm rơi xuống đất, bát văng đằng bát, cơm văng đằng cơm. Con trai tôi từ đâu chạy vào, thấy thế vơ đưa lên mồm nhai. Thằng lòi hàng xóm giằng tay chạy mất. Nhè ra, nhưng con nuốt mất rồi, nuốt cũng nhè. Mẹ mày, thằng bất hiếu. Mẹ tôi sắp chết đói. Trời ơi, nước mắt tôi rơi thành giọt nhỏ xuống mặt thằng con trai duy nhất. Thằng bé nối dõi nhà họ Nguyên. Cái dòng họ tàn tạ hết đời này sang đời khác. Biết được thêm mấy đời nữa rồi dứt hẳn. Đã mấy tháng nay chúng tôi ăn cháo. Rồi cháo cũng không có mà ăn. Phải ăn củ chuối củ mài. Rồi củ cũng không có, vậy là nhịn đói. Lúc ấy ngồi quanh đống lửa, ba cặp mắt soi vào nhau, trừng trừng nham nhở. Mắt chĩa vào lửa rần rật, bức bối. Ruộng nương khô cằn, trồng được ít thóc ít ngô nào, đều bị quan quân hoặc giặc cướp, cướp hết. Thằng con tôi đi bắt dế, nướng ăn. Chúng tôi học nó, nào dế, cào cào, châu chấu, ếch nhái, cá, ốc, rắn mối. Con gì nướng được là nướng. Ăn rồi uống nước sông Cầm cho qua bữa. Nhiều hôm đói quá ăn quên cả mẹ. Hôm ấy mẹ tôi bấu chân mình bật máu. Lúc tôi mang miếng thịt rắn mối nướng cho bà. Tôi đuổi nó ngã dúi, chảy đầu gối mới bắt được. Đói vàng mắt. Đến rắn mối cũng hiếm, ăn cá thạch sùng. Mẹ tôi không ăn miếng thịt ngay, mà để nó trên gối nằm. Lúc lại lấy ra ngửi, ngửi đủ bắt đầu liếm, liếm dọc, liếm ngang. Tôi nhớ lâu rồi mẹ tôi không được ăn thịt. Nước mắt tôi ứa ra, càng lau càng ứa. Thằng con tôi nhìn ra khoảng trời trước mặt, thoáng buồn. Nỗi buồn vô cớ của tuổi 13 giữa thời loạn. Chạm vào đau rát, chạm vào là mất hết. 13 của nó là bản sao 13 của tôi. Tôi là bản sao 13 của bố tôi. Bố tôi chết hôm nào, chết ra sao, ra thế đằng nội thế nào, mẹ tôi giấu. Tôi quên chúng trong cơn đói triền miên dai dẳng.
Hôm nay, mẹ tôi không còn đủ sức để nói. Mọi thứ từ quá khứ được lấp lại. Mẹ nhìn vào mắt tôi mờ đục của ngày tháng cũ. Bà chết không nhắm mắt. Mẹ chết không nhắm mắt. Tôi vuốt mắt cho mẹ. Mẹ nhìn tôi thở hắt ra lần cuối rồi mới đi hẳn. Ngoài cửa, mùa đông quẫy đạp gấp gáp. Chúng tôi phải làm loạn, phải đánh tận kinh thành, giành lấy miếng ăn của bọn vua chúa. Đạp lên lưng lên đầu chúng, bắt chúng chịu nỗi dày vò như chúng tôi đã chịu. Tôi họ Nguyên, tên Hải. Con tôi cũng họ Nguyên, tên Hưng. Mà tên họ có quan trọng gì khi có tên có họ mà cũng như không? Bởi chúng tôi là cỏ, giống cỏ bờ, cỏ bụi để trâu bò dê của nhà giàu nhai nghiến, bứt dẫm nát dưới chân hoặc đứng cao hơn mà ỉa lên đầu. Hôm mẹ chết, có đám mây ngũ sắc bay ngang đỉnh núi xám. Mây hình Bồ Tát vẩy nước cam lồ. Mẹ có hóa Phật. Tôi chẳng mong mẹ hóa Phật, chỉ mong mẹ ở bên bảo vệ tôi trước hòn tên mũi đạn. Mẹ chết vì đói. Chưa đầy năm sẽ thành bộ xương trắng. Người giàu nhiều thịt mới cần 3 năm cải mả. Người nghèo quê tôi chỉ non năm, moi lên đã sạch tinh tươm hết thảy. Đến con giun con dế sống trong mộ người nghèo cũng vật vờ, động đến không buồn chảy. Vợ tôi cởi áo mẹ ra giữ lại, mặc vào cho bà áo đỏ ngày cưới của bà. Chiếc áo được mặc duy nhất một lần trong đời, vải còn đẹp nhưng mỏng, giặt phơi sau đêm tân hôn, cất sâu tận đáy hòm. Bảo, giá mà tìm cho mẹ được cỗ quan tài thì tốt. Nói thì nói vậy nhưng kiếm đâu ra? Người mẹ cuốn một manh chiếu rách. Tôi bảo, bà giờ như cô dâu mới về nhà chồng. Chợt nghĩ, cái hạnh phúc và bất hạnh trong thời tao loạn này thật không biết đâu mà lường, mỏng mảnh nằm đan nhau như những sợi vải trong cùng chiếc áo. Lỗ huyệt nhỏ, mẹ tôi nằm xuống, lấp vai xẻng đất là xong. Đầu quay về hướng kinh thành, chân hướng ra phía biển. Xong, tôi bứt một nắm hoa màu gà đỏ ối đặt lên mộ mẹ. Không vàng hương, bắt cả hai mẹ con quỳ xuống lạy ba lạy, chán chạm đất. Con sẽ đánh lên kinh thành, làm quan làm tướng, để họ Nguyên vẻ vang. Mong mẹ phù hộ. Vợ tôi cho áo của mẹ lên tảng đá nhẵn rồi lấy chày đập. Giặt xong còn phải đun nước cây trang, cây xó nhuộm đi nhuộm lại. Đóng cọc đem phơi rồi đứng canh, sợ có người ngang qua cướp mất. Nước thao thiết chảy, mây trên đầu lững thững bay. Nàng ngừng tay ngẩng đầu lên mỉm cười một mình, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Có tiếng chim lành lên rồi vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng dao khàn đục hòa cùng tiếng mõ từ phía xa vọng tới. Loa 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 loa, tất cả dân chúng nghe đây. Tối 7 ngày nữa, trai tráng y lệnh vua Cảo họp mặt tại Quỳnh Lâm Tự. Sai hẹn khi quân chém đầu. Loa 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 loa. Nghe đầu quan quân trong hai huyện Thủy Đường và Đông Triều đã bị giết hoặc bỏ trốn từ mấy hôm trước. Tôi vẫn chưa tin được vua Cảo cho người đến từng làng thông báo cho chúng tôi ngày làm loạn. Canh bạc duy nhất tôi đặt vào cuộc làm loạn này. Mà xét cho cùng, chúng tôi chẳng còn gì để mất. Cỏ cũng có giá trị của cỏ, cũng muốn trồi lên cao, uống ánh sáng mặt trời cùng các loài cây khác. Phải đâu cứ đời này sang đời khác làm cỏ để thứ khác trà đạp. Mấy ngày nữa tôi đi, nhà nó đi cùng không? Vợ tôi ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống, tiếp tục tỉ mẩn theo mỗi đường luồn chỉ, không nói gì. Tay nàng khẽ rụt lại khi mũi kim xuyên phải rỉ ra một giọt máu nhỏ. Gương mặt gần như bất động.
Tôi biết vợ hết lòng vì tôi. Vợ đang sửa cho tôi chiếc áo đẹp nhất trong hàng quân vua Cảo, từ chiếc áo của chính mẹ tôi mặc hôm bà mất. Áo của mẹ khéo sửa lại thành áo lành. Với chiếc áo lành, tôi ra trận oai phong như Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân trong giọng kể của ông Sử Què. Hình ảnh cầu Trường Bản đong đưa, Triệu Vân liều mình cứu ấu chúa giữa ngàn quân. Trương Phi hét một tiếng, tướng của Tào Tháo sợ đến vỡ mật mà chết. Tôi cũng một mình một ngựa, mặc áo lành như chiến giáp, chém đông bạt tây, hô nam vạt bắc. Tôi định lại gần đưa tay vuốt mái tóc sơ xác của vợ. Nghĩ thế nào lại thôi. Nhớ lại ngày mới về làm dâu, nàng trẻ đẹp lắm. Mái tóc mượt mà, hai má căng mọng, ngực vun đầy. Đêm động phòng, vợ tôi bảo, nếu không có loạn, khéo được tiến vua làm cung tần mỹ nữ. Hôm tôi đi, trời lạnh, gió mùa ùa vào từ phía biển rít lên từng đợt hung hãn. Quỳnh Lâm Tử. Tiết trời tháng 3 mà hanh hao khô gầy như tháng chạp. Cây cỏ năm ấy mọc chậm thất thường, có cây vừa nhú lộc xanh nõn, lập tức úa vàng héo rũ rồi rụng. Cành cành khẳng khiu vươn lên nền trời xám ngắt. Hồ sen phía trước cửa chùa, mùi bùn bốc lên tanh lợm, cách vài dặm còn ngửi thấy. Sư sãi trong chùa nghe tin Cảo giấy binh làm loạn, đánh lên kinh thành, táo tác kéo nhau chạy cả lên Trù Phong Tự lánh nạn. Quá dậu, sân trước Quỳnh Lâm Tự, lửa bay ngút trời, ngàn ngạt là lửa, lửa soi sáng một góc núi, lửa soi sáng từng khuôn mặt người vàng héo, hổn hển vì quãng đường dài. Lửa chém mạnh tàn xuống, từng mái tóc rối bù bùn đất. Vua Cảo mặc áo đen, không thêu rồng, không mũ miện, đứng trên lầu nhìn xuống. Vua Cảo là đế thích Giáng sinh, mặt vuông, dáng nhẳng, đầu chọc lốc. Hai bên quân lính mặc quần áo lộ cổ, chẳng có chiếc áo nào đẹp như là chiếc áo của tôi đang mặc. Quân lính của vua Cảo ai cũng chọc đầu. Tất cả im lặng. Tất cả chẳng ai bảo ai, cùng hướng lên cao. Tôi thấy hồn mẹ tôi, bố tôi, của tổ tiên cụ kỵ nữa cũng đứng ở trong sân chùa, tay chắp lại nhìn lên. Trên đời này, chỉ có sự phản loạn là mang ít nhiều ý nghĩa. Họ đứng cùng tôi trong hàng quân cỏ. Họ nép bên tôi, cạnh chiếc áo đẹp nhất của hàng quân, chiếc áo vợ tôi chắp bằng chiếc áo mẹ tôi và con tôi, của máu dòng họ Nguyên kết lại. Tất cả cạo chọc đầu. Dao bổ cau sắc lẻm được phân phát cho vài người đứng trên cùng. Chúng tôi tự chuyển dao cạo cho nhau. Sương đêm rơi xuống lạnh thấu xương. Màu trắng của sương hòa cùng màu vàng của lửa thành sương khói. Tóc bay phần phật. Gió tháng ba thổi tóc bay tứ tán. Nâng những ngọn tóc lên la đà rồi vút lên nền trời đen sẫm. Tóc cũng có tiếng nói. Tóc hát. Tóc kể cho chuỗi ngày khổ cực mà cha ông chúng tôi từng chịu. Cơn đói triền miên mà chúng tôi phải mang. Tóc thành mưa tưới cây cỏ. Chạm vào cây nào cây ấy đâm chồi nảy lộc xanh mướt mướt. Tóc thành mặt trời so vào da thịt chúng tôi cho khỏi lạnh. Chúng tôi cúi xuống nhặt tóc tung lên. Tóc người này trộn lẫn vào tóc người kia. Lần đầu cạo trọc cũng là lần chia ly. Biết đâu, giây phút này là giây phút cuối cùng được đặt chân ở mảnh đất đã sinh ra, làm loạn, rồi chết ở chốn khác xa ngái. Đất ấy có là đất hứa Đông Kinh. Tránh hỏi, chúng tôi chỉ cầm chắc cái đang có trong tay. Dao sắc cạo nhiều thành nhụt, dao bết tóc máu bùn đất. Tôi lấy tay vuốt hết đi rồi đưa dao lên đầu tự lia vài đường. Không đau, chỉ có niềm thèm khát nào đấy dâng lên. Tất cả uống thật say.
rượu từ trong gian tam bảo, cứ ba người khuân ra một chum lớn. Mở ra, mùi sộc thơm nức, rượu gạo sóng sánh hơi đục. Uống lấy no, lấy sức, mai tiến về kinh thành. Mọi người vụt đầu vào chum tập lấy tập để. Chỉ vài ngụm, đã có người lăn ra. Tôi uống, đời tôi chưa lần nào được uống nhiều sảng khoái đến thế. Ông Sử Què bảo đã là hảo hán ăn uống cũng phải ra dáng hảo hán. Ăn to, nói lớn, uống rượu bằng bát. Nay không có bát, tôi đứng dạng chân ưỡn ngực, hít một hơi sâu, vụt cả hai tay vào chum rồi đưa lên miệng uống. Rượu cạn, không cho đầu vào được, mọi người bắt trước tôi cũng cho tay vào vụt. Rượu lẫn máu, tanh, ngọt, thấm nóng từ chân lên đầu. Đang uống dở, một người rú lên, ngã lăn ra đất. Tôi cố chen lại chỗ tiếng rú. Đáy chum có đầu người, mắt mở trừng trừng, tóc bết lại dập dờn theo rượu. Vài người bụng miệng nôn. Người chết là khách buôn lụa từ biển lên kinh, thỉnh thoảng vẫn cưỡi ngựa bạch qua làng. Vua Cảo thấy nhốn nháo từ trên lầu đi xuống. Mọi người đứng sang hai bên nhường đường cho vua. Vua đi chậm vài bước lại dừng nhìn vào từng khuôn mặt. Sau cùng thì nhìn vào chum, cúi xuống, nhấc đầu ra, vứt tạch xuống đất. Rượu chưa cạn nhưng không ai dám uống. Tôi tìm được một góc sau tượng hộ pháp nằm co ro ngủ. Đêm ấy, tôi mơ về những chiếc đầu bay. Đầu người khách buôn bịt mắt bằng dải lụa vàng, cười khằng khặc, chui vào trong áo chơi bịt mắt bắt dê. Càng nhiều đầu người bay vào chiếc áo càng to. Tôi cố đếm, nhiều lắm, không sao đếm hết. Vua Cảo đến nhấc chiếc áo đựng đầu người ấy đi nhẹ như không. Tôi hóa đầu bay theo, càng đuổi càng mất. Trời chưa sáng, có tiếng chuông chùa đánh lên lệnh tiến về Đông Kinh. Tôi cố bỏ dậy, nhớ lại giấc mơ đêm, nhìn xuống chiếc áo, tôi muốn về nhà. Nhưng trốn về lúc này tức là mất đầu. Tôi cúi xuống dập đầu lạy Phật. Đến quá ngọ, đoàn người mới y ạch xuất phát. Chuông ngân từng chập dài, người này vịn người kia tầng tầng lớp lớp. Những cái đầu nham nhở tóc cạo chưa sạch, máu bùn đất nhô lên hạ xuống phía trước. Vua Cảo đi đầu, cưỡi một con ngựa đen tuyền, lông óng ánh. Tôi đuổi theo vệt sáng trên lông ngựa để xua đi ý nghĩ chạy trốn. Không biết giờ này ở nhà vợ con tôi đang làm gì. Chiếc áo tôi đang mặc cũng không còn đẹp như lúc vợ tôi mới sửa nữa. Nó dính rượu máu của trận khao quân tối qua. Chúng tôi chưa ra đến sông Cầm thì đã phải dừng lại. Vua Cảo sai phát quân lương. Nhiều người đói, bốc gạo nhai sống. Chúng tôi được lệnh đi lấy nồi, củi đem về nấu. Đoàn người nối nhau lầm lũi. Hình ảnh đáng nhớ nhất là muôn ngàn cái đầu nham nhở nhấp nhô trong nắng sớm. Vài người dụi mắt, vài người nhổ nước bọt, vài người tách đoàn ra đứng đái. Muôn nghìn người lưng người đằng trước mà quên đi quãng đường phải di chuyển. Lịch sử cũng không vì thế mà xê dịch. Lịch sử hả hê đứng trên cao nhìn xuống đoàn người. Vua Cảo biết điều ấy. Với vua Cảo, tất cả chỉ là một trò chơi không hơn. Vua Cảo chơi trên những xác người hồn cỏ. Đã có lúc chơi ngang ngửa với lịch sử. Tháng 4, Cảo đem binh ở Tiên Du, Quế Dương, Gia Lâm xâm phạm thẳng vào bến Bồ Đề. Nhà vua mới nghe tin báo xuống chiếu thân chinh. Sai Lại Thúc Mậu đem quân sang sông, đóng ở Gia Hạ, ra lệnh nổ 3 tiếng pháo, các quân tiến đánh, đại phá quân của Cảo. Cảo chạy về Châu Sơn, theo Đại Việt Thông Sử. Phía bên kia sông là thành Đông Kinh, khói bốc lên mờ ảo. Khói dày gió qua bạt khói đi, vài người bảo thấy thấp thoáng mái cong vút của tẩm điện. Chúng tôi tin, suýt xoa, chắc mầm.
đánh tan được đội quân của Lại Thúc Mậu trấn giữ, cướp thuyền tràn qua là sẽ có tất cả. Tất cả nghe lệnh vua Cảo xông lên. Tôi cuống cuồng chạy theo người chạy phía trước, người chạy phía trước chạy theo người chạy phía trước nữa. Hàng ngũ rối loạn ép nhau lao vào quân triều đình. Vua Cảo đứng phía sau nhìn quân lính lao vào tử chiến. Tôi không biết làm gì trong trận chiến đầu tiên, tay run rẩy, giáo loạn choạng, mắt mở to nhìn chằm chằm phía trước. Tránh bên này, tránh bên kia, xiên bên này, chọc bên kia. Phía nào cũng gươm giáo cung lửa. Phía sau thúc giục xông lên, tiếng hú gào, tiếng nấc, tiếng cầu xin, tiếng chửi bới dậy một quãng bờ sông. Bất ngờ, một cái đầu rụng xuống. Máu từ bụng phun thành tia ra ngoài, mảnh óc bắn vào áo. Tôi sợ hãi, vứt giáo, lăn ra giả chết, nín thở, mặc cho những thân người đổ chồng chất lên. Tôi bị chôn trong nhiều xác người. Khi tiếng hò hét rất dần, chỉ còn lại tiếng rên nho nhỏ bốn phía, tôi nhích dần về phía bờ sông, tí nhìn mặt trời. Mặt trời đỏ rực, nước sông quặn lên, phù sa quyện máu người đỏ ối. Tôi không còn là Triệu Vân Trương Phi trong chuyện Tam Quốc nữa. Tôi chỉ là thằng Nguyên Hải nhà nghèo, khố rách áo ôm, kẻ đào ngũ không ai thấy. Tôi đã nhìn thấy thấp thoáng tường lũy thành quách phía bên kia sông. Thế là thỏa mãn một đời. Đủ để kể cho vợ con làng xóm nghe về điều mà tôi đã thấy, đã làm. Giờ, tôi phải trở về ngôi nhà nơi có vợ con đang đợi. Không cần làm quan, tổ tiên cha mẹ bắt buộc phải tha thứ cho một đứa con như tôi. Vợ con sẽ hiểu tôi quan trọng với họ hơn của cái quyền lực. Tôi ham sống, muốn nhận phần sống, chưa muốn chết ở đây. Đã có nhiều người chết, quân lính triều đình, quân lính nhà trời chết, cỏ cũng chết. Chỉ có vua Cảo, tinh quái, danh ma xảo quyệt, gian hùng, đứng sau và chạy trước. Tôi không thờ vua Cảo nữa. Quân triều đình lấn át quân nổi loạn. Tôi đã nghe thấy tiếng chửi, tiếng chửi của người ở gần cõi khác, bạt tất cả tiếng gươm giáo hò hét. Tiếng chửi vua Cảo là kẻ không ra gì, đem con bỏ chợ, không hết lòng với quân lính. Anh em đã từng đồng cam cộng khổ từ lúc còn ở Quỳnh Lâm Tự. Vua Cảo giả điếc, thúc ngựa phi nước đại, roi quất phun vút. Từng tảng tóc nham nhở cuống cuồng dẫm đạp lên nhau chạy theo. Tôi tìm đường về nhà, bỏ lại vua Cảo, bỏ lại lớp lớp người, có sống, có chết, đã cùng mơ ước một cuộc sống khác. Cỏ sinh ra trên đời này vốn vô nghĩa. Ông trời bất công khi sinh ra các loài cây lớn lại còn sinh ra cỏ. Thà rằng đừng sinh ra thì còn không biết trời đất méo tròn. Sinh ra rồi mới thấm hết nỗi khổ nhục. Ông Sử Què thường bắt đầu câu chuyện của mình như thế. Câu chuyện của tôi đã trải qua, tôi kể lại, trở thành câu chuyện của ông. Ông thêm một bớt hai cho hấp dẫn. Lê chân què, phách nhịp trên tay, đi kể khắp nơi trong huyện. Cũng đủ ăn đủ uống trong một thời gian dài, trước khi người nghe chán, ông quay lại với Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du. Không có anh hùng nào trong ấy, cũng không có một mình một ngựa một đao xông vào trận tiền chém bay đầu người như chém chuối. Chỉ có cỏ, cỏ đã làm một chuyến trở về. Ông thế cũng đủ đầy cho một kiếp người. Tôi sống cùng vợ, con trai ven sông Cầm. Ngày ngày ngắm đàn vịt bơi lội trên sông, thỉnh thoảng nghĩ đến vua Cảo.
Ngày con vua Cảo chết, tôi đem chiếc áo đã mặc trong chuyến trở về thả xuống lòng sông. Chiếc áo bươm nát nham nhở, chi chít lỗ thủng. Sông nhấn ướt, đẩy trôi dần xuôi xuống phía cuối dòng. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Chuyến trở về của cỏ của nhà văn Đinh Phương. Truyện ngắn viết về số phận một gia đình nông dân trong cuộc khởi nghĩa Trần Cảo đầu thế kỷ 16 chống lại triều đình nhà Lê ở khu vực Đông Triều Quảng Ninh. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử chứng kiến biết bao biến thiên của thời đại, của vương triều khác nhau. Khi một triều đại trở nên thối nát, khiến đời sống người dân cực khổ, lầm than, thì sẽ có một triều đại mới thay thế. Truyện ngắn đưa chúng ta trở về đất nước Việt Nam đầu thế kỷ 16, khi triều đình nhà Lê rối ren, các vua Lê ăn chơi sa đọa, khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Nhân vật tôi của câu chuyện, người nông dân tên Nguyên Hải, vừa là nạn nhân, vừa là chứng nhân của thời đại. Cuộc sống gia đình ông quá khổ cực, hàng ngày được ăn để còn sống đã là hạnh phúc của gia đình Nguyên Hải. Và cũng như hàng trăm, hàng nghìn người nông dân khác đang bế tắc, Nguyên Hải bị đưa đẩy tham gia cuộc khởi nghĩa do Trần Cảo phát động. Với những người nông dân như Nguyên Hải, việc tham gia khởi nghĩa đơn giản là được ăn và hy vọng có điều gì đó thay đổi. Cuộc khởi nghĩa do những người nông dân nghèo khổ cả đời chỉ biết cầm cái cày, cánh liềm, nhanh chóng thất bại, và Nguyên Hải quay trở về nhà của mình. Truyện ngắn dựa trên sự kiện có thật trong lịch sử để thể hiện số phận của người nông dân trong chiến tranh loạn lạc. Chúng ta cảm nhận được không khí ảm đạm bao trùm lên câu chuyện với cái đói, cái khát, nỗi buồn. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi trong giai đoạn suy tàn của một triều đại thì làm gì có ai lo cho cuộc sống của người dân. Số phận con người, nhất là người nông dân nghèo bấp bênh như chiếc lá vô định trong cơn cuồng phong của lịch sử. Là một cây bút mới hơn 30 tuổi, nhà văn Đinh Phương đi vào đề tài giã sử khi hóa thân vào một nhân vật không có gì trong tay. Nhiều ước vọng nhưng dễ thay đổi trước bất trắc, khó khăn. Chuyện của anh không đi vào những đấu đá trong hoàng cung, những thay đổi lớn lao của thời đại, mà khai thác số phận nhỏ bé của một người nông dân để thể hiện ý nghĩa cuộc sống hòa bình, hạnh phúc. Hiện nay, khi thế giới vẫn có những nơi người dân khổ cực vì chiến tranh loạn lạc, thì chúng ta càng trân quý cuộc sống hòa bình trên đất nước Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Khi chiến tranh đã xa của Đỗ Viết Nghiệm. Viện đi bằng xe hơi đời mới con trai đưa. Gã cao độ 7 mét, vai rộng, mặt hình chữ điền, cằm trẻ múi cam, mũi thẳng, da hồng hào, tuy tóc đã ngả màu xương. Dựa vào cách nhìn hiện tại, tôi đoán thời trai trẻ gã xếp vào loại top 10 đẹp cỡ tài tử CD đó. Nhưng thấy lạ, tôi tự hỏi, quái, cái gã này trông tướng tá khỏe như vâm, sao lại phải vào nhập viện nhỉ? Hôm đến, có điều dưỡng viên dẫn gã xuống phòng tôi giới thiệu. Đây là bác Hậu, bệnh nhân mới nằm chung phòng với bác. Nói xong quay sang tôi, cô nói tiếp. Còn đây là bác Thu, Thu nhà thơ. Tôi bắt tay chào ông, rồi nói. Thơ thần gì, làm cho vui thôi.
Cô điều dưỡng viên cười khúc khích rồi đi ra. Nhưng tôi nhầm sức khỏe của Hậu. Ngày tối hôm đó, bác sĩ yêu cầu ông phải nằm trên giường hạn chế đi lại vì căn bệnh trĩ. Rồi hình như để tránh cái e ngại, Hậu chân thật nói với tôi về căn bệnh của mình. Khổ lắm ông ạ, bệnh thật mà cứ như là bệnh giả. Tôi nói với Hậu, tại sao ông không đi điều trị sớm? Hậu khẽ thở dài, thế mới báo hại tôi chứ. Rồi Hậu nói tiếp, làm cái nghề kinh doanh thấy tiền nhiều mà ham, đau đến 3 năm ít chi, cứ chần chờ nấn ná mãi. Những ngày Hậu nằm trên giường bệnh, ngược lại tôi như kẻ vô tích sự đi ra đi vào chán ngắt. Rồi đôi khi người nhà Hậu vắng, tôi còn giúp Hậu lấy cái khăn rót cho Hậu một cốc nước, thế rồi chúng tôi thân nhau. Và Hậu cũng qua cái giai đoạn khốn khổ phải nằm liên miên. Bệnh Hậu đỡ, bắt đầu được phép đi lại, nhưng cũng chỉ hạn chế không được vận động quá mức dễ tái phát. Hình như người nằm viện nhu cầu tâm giao hồn nhiên cởi mở thông cảm nhau hơn, quý mến nhiều hơn và chân tình hơn. Những buổi chiều sau khi uống nước, chúng tôi chậm chậm cùng dạo chơi quanh sân. Có hôm sang ngồi uống nước sinh tố ở căng tin bệnh viện, vừa nhẩn nha nhấm nháp vừa nói chuyện đông tây kim cổ cho khuây. Con người ta là một cỗ máy sinh học hoạt động trong mối quan hệ tương thích âm dương, khỏe thì hài hòa, yếu thì lúc lên lúc xuống là lẽ thường tình. Bệnh của tôi, bệnh của Hậu cũng là quy luật tự nhiên sinh tồn của cỗ máy sinh học ấy. Nghĩ là vậy, nhưng con người cả lo như bệnh của Hậu, lúc đầu tôi tưởng ít nhất cũng phải nằm vài 3 tháng mới khỏi. Không ngờ chỉ hơn 10 ngày, Hậu đã được chuẩn bị xuất viện. Thế mới biết, đôi khi biểu hiện bên ngoài dữ dội chưa chắc đã là nguy hiểm. Ngược lại, cái bệnh thần kinh tọa tổng tiểu đường như tôi có vẻ phức tạp khó lường. Mừng cho ông bạn Hậu. Rồi cái đêm ấy, ngày mai Hậu được ra viện. Không hiểu sao cả hai chúng tôi đều khó ngủ. Hậu cứ lục đục vào ra, còn tôi mấy lần nằm xuống lại đứng lên. Thấy vậy Hậu rủ tôi. Ra sân ngồi cho thoáng ông à. Đêm về khuya, đường phố đã bớt tiếng xe gầm rú, chốc chốc một cơn gió thổi bất chợt làm đung đưa những ngọn cây ven đường. Không gian rộng mở, khiến cho lòng chúng tôi thư thái. Rồi bỗng Hậu nói với tôi. Ông à, ông có bài thơ nào hay, đọc tặng tôi nghe chơi. Hậu làm tôi ngạc nhiên, không ngờ tâm hồn gã doanh nhân cũng bay bổng đáo để. Cảnh khuya, người yêu thơ thao thiết, làm sao tôi từ chối. Thơ là nhu cầu máu thịt của tôi, là tình yêu của tôi. Tôi làm thơ cả khi vui lẫn lúc buồn. Vì vậy, mấy hôm nay ngoài giờ làm thuốc, lúc trống vắng tôi lên tầng thượng khu nhà bệnh viện, chỗ ấy yên tĩnh nhìn qua nhà văn hóa thiếu nhi quận 3. Có nhiều cây gỗ dầu cao vút đang mùa trổ hoa. Không gian cây xanh làm tôi chợt nhớ rừng, nhớ một thời đã xa. Và khoảnh khắc ký ức 5 tháng chiến tranh ùa về, bật ra những ý thơ dạt dào cảm xúc. Ai đó đã nói đúng. Văn chương giống người trồng hoa, hoa đẹp muốn được khoe sắc cho mọi người chiêm ngưỡng. Không phải thế trồng hoa trở thành vô nghĩa. Vậy tôi là người trồng hoa, tôi đang có trong tay một bông hoa đẹp. Bài thơ tôi viết hôm qua mới rơi như một giọt sương long lanh buổi sáng, còn đọng trên cánh hoa sầu màu hồng phấn đung đưa trước gió. Bài thơ có tựa đề Nhớ Rừng. Thế là tôi đọc. Lặng nghe tiếng lá bồi hồi, tưởng như tiếng võng một thời xưa xa. Vàng hoe đất bụi chiều tà, quân đi rừng trắng mây xa suối ngàn. Thời tôi đọc vừa dứt thì Hậu nắm tay tôi khen. Hay lắm. Hậu lại bất chợt hỏi tôi. Ủa? Ông là lính Việt Cộng hả? Câu hỏi của Hậu đường đột tới mức làm tư duy cảm xúc của cả hai chúng tôi bất ngờ xoay sang hướng khác. Rồi chưa kịp để tôi trả lời, Hậu đã nói tiếp. Thú thật với ông, tôi sống được đến hôm nay là nhờ Việt Cộng đó. Ngạc nhiên tiếp nối ngạc nhiên, nhưng tôi vờ những người xa lạ hỏi Hậu. Tôi xem tướng tá ông là dân Sài Gòn, biết gì Việt Cộng. Hậu khẽ cười rồi nói. Ồ,
Ông nhầm đó nghe. Ngày trước tôi đi lính Cộng Hòa, từng đụng Việt Cộng đó. Tôi sửng sốt. Thiệt hả? Nhưng hồi đó ông đánh nhau với Việt Cộng ở đâu? Ly kỳ quá ta. Được cổ vũ, Hậu kể. Năm 1963, Hậu vừa học xong tú tài, dự kiến thi vào trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Mơ một ngày nào sẽ trở thành kiến trúc sư giỏi, đi được nhiều nơi, học hỏi, biết được nhiều nền kiến thức, xây dựng được nhiều công trình to đẹp. Nhưng hoài bão đó không thành, vì chiến tranh, Hậu bị bắt đi quân dịch. Rồi Hậu phải trải qua quân trường huấn luyện 6 tháng, hết khóa điều về tiểu đoàn biệt động quân số 32, biệt danh Cọp Đen, đóng quân tại Gò Vấp. Nhưng mới được ít hôm, đơn vị Hậu có lệnh hành quân dã ngoại lên phía tây bắc Bình Dương. Nơi đó là vùng ven giữa chính quyền Sài Gòn và Việt Cộng, cách Sài Gòn hơn 80 cây số. Đất rừng mênh mông, đường đi hiểm trở, thú dữ mũi mòng nhiều như trấu, bệnh sốt rét khủng khiếp, nếu không phải là lính thì mấy ai mà dám vô. Cuộc hành quân được giữ bí mật đến giờ chót. Cánh lính mới biết họ đang thực hiện một trận săn lùng Việt Cộng, thử sức những chú cọp đen mới ra lò. Đơn vị xuất phát lúc 3 giờ sáng từ trung tâm căn cứ Gò Vấp bằng ô tô đến Thủ Dầu Một rồi xuống đi bộ. Đến 12 giờ trưa có lệnh dừng ở đường Long thuộc địa phận Bình Dương nghỉ ăn trưa. Nhưng bất ngờ đụng vào đơn vị Việt Cộng, hình như cũng vừa hành quân từ xa tới. Thế là tao ngộ, hai bên đánh nhau nảy lửa. Tôi bị cuốn vào lời kể của Hậu, nôn nóng hỏi. Việt Cộng liều ha? Mà đánh nhau ở đó có lâu không? Hậu nói. Đơn vị tôi toàn lính trẻ, lại lần đầu tiên ra trận, nên nhiều đứa sợ vãi linh hồn. Mà không ngờ ông à, cho tới lúc nổ súng, ít ai nghĩ Việt Cộng lại dám xuống sâu đến vậy. Trong kế hoạch, cấp chỉ huy chúng tôi dự kiến rằng phải hành quân thêm 4 tiếng đồng hồ sâu vào hướng Tây Bắc mới có khả năng đụng đầu Việt Cộng. Hai bên đánh nhau, súng đổ tặc tặc ầm ầm đến tắt mặt trời, chúng tôi hết đạn. Lúc đó, lệnh tiểu đoàn mới cho lui quân. Tôi đùa hỏi Hậu. Ô, đánh nhau nghe như chơi trận giả thế cha nội. Hậu cười hồn nhiên rồi lại nói tiếp. Ờ, cũng hơi kỳ lạ ông à. Bên tôi đang hết đạn, tạm rút ra ngoài cánh đồng trống, rồi gọi điện xin tiếp viện và đưa người chết người bị thương về phía sau. Cùng thời gian đó, phía Việt Cộng, không hiểu sao cũng im re. Khoảng 7 giờ tối, Sài Gòn phái 3 chiếc trực thăng bay lên đường Long tiếp viện. Tôi nhớ đêm đó trời có trăng sao đẹp lồng lộng, máy bay đảo mấy vòng xác định ám hiệu rồi thả dù hàng cho chúng tôi. Nhưng mà tệ quá, mấy cha nội phi công nát như thỏ đế không dám hạ càng, cứ bay lơ lửng trên cao, sợ Việt Cộng cho ăn đạn. Bỗng trời đổi gió, dù bay loạn xạ, cái rơi trúng cánh đồng chúng tôi nhận được, nhưng nhiều dù bay trôi sang bên Việt Cộng đang phòng thủ trong rừng. Hồi hải quá trời đất, coi như là quân lực Việt Nam Cộng Hòa biếu không Cộng sản. Tôi lại hỏi tiếp vì câu chuyện đang thú vị. Thế sau khi có đạn tiếp viện lại đánh nhau à? Hậu cười trả lời. Tất nhiên rồi. Tư Thanh tiểu đoàn trưởng biệt động quân tức điên vì trận đánh lúc chiều đã nướng quân của ổng chết và bị thương hơn 40 người. Tụi lính chúng tôi nằm chết tí, không ngóc đầu nổi. Một vài người bị ép quá, vừa lo do bước lên, liền bị ăn đạn súng răng, đổ nhào như thân cây chuối. Lợi thế lúc đó không phải thuộc về chúng tôi, mà là về bên Việt Cộng. Đội hình tiểu đoàn 32 Cọp Đen phơi mình ngoài đồng trống. Trong khi quân Việt Cộng thì nằm khuất trong rừng có cây che phủ. Trăng sáng vằng vặc, mỗi bước tiến của chúng tôi đều trong tầm ngắm của Việt Cộng. Những tay súng thiện xạ sánh ngang với cao bồi trong phim Mỹ. Ôi, thật là kinh khủng. Chúng tôi bị đánh cá trước mặt, cá phía sau. Đội hình rối tung co cụm. Lợi dụng cơ hội đó, Việt Cộng dùng DK-57 hạ nòng bắn thẳng. Xác lính Cộng Hòa chết rụi như thiêu. Tiếng Hậu đến đây thì hơi trùng xuống. Tôi hỏi lấy qua ý khác. Thế không lực và pháo binh Việt Nam Cộng Hòa không đánh giải nguy à? Khẽ cười chua chát, Hậu nói tiếp. Đánh cái con khỉ. Trực thăng lên rồi cũng phải chuồn, còn dùng pháo binh lại càng bó tay.
Không gian trận đánh cả hai bên rất gần, chỉ vài chục thước. Đêm trăng sáng cũng không giúp gì cho chúng tôi. Việt Cộng đánh địa hình rừng núi là sở trường của họ, linh hoạt, táo bạo và tinh quái như ma quỷ. Đợt tiến quân thứ hai, đại đội tôi đánh tạt sườn từ suối Sino của suối Cát lên, nhưng lọt ngay vào bẫy của một đại đội Việt Cộng đón sẵn từ trước. Liên tiếp nhiều trái mìn nổ long trời, thổi một vệt dài hơn 30 mét. Cả trung đội hai đi đầu đều rụng sạch. Việt Cộng chặn đầu khóa đuôi. Rồi họ dùng trung liên DK bắn giữa đội hình ầm ầm như núi sạt. Sau đó họ thổi kèn xung phong. Ồ, hay quá nè, đánh nhau chết chóc còn chơi cả âm nhạc. Thú vị thiệt nhỉ. Tôi hứng lên nói chen ngang lời Hậu. Hậu lại nói tiếp. Họ bay ra như những con hổ, đầu súng chớp lửa loằng nhoằng. Tiểu đoàn 32 cọp đen bại trận. Tôi bị bắt sống cùng 32 lính Cộng hòa khác. Lúc đó thì gần 22 giờ đêm ông à. Tiếng Hậu thở dài rồi im lặng. Tôi chợt nhớ chiến trường miền Nam giai đoạn những năm 60 của thế kỷ trước. Anh em nhà Ngô Đình Diệm bị nhóm tướng tá thân Mỹ lật đổ. Đồng nghĩa, cuộc chiến tranh đặc biệt kết thúc rồi chuyển sang chiến tranh cục bộ. Người Mỹ bắt đầu đổ quân vào, âm mưu đánh nhanh thắng nhanh bằng sức mạnh quân sự. Việt Cộng có những nhà chiến lược lỗi lạc nhận ra điều đó. Chủ trương từ hai chân ba mũi giáp công chuyển sang vừa đẩy mạnh công tác chính trị, đồng thời xây dựng ngay các đơn vị vũ trang mạnh có trang bị tốt, đủ sức đánh tiêu diệt đại đội, tiểu đoàn, tiến lên đánh thắng các lực lượng địch lớn hơn. Ngày đó, tôi mới 21 tuổi, vào quân giải phóng được tròn 3 năm. Đơn vị tôi đóng quân ở vùng Tây Phước Long. Rồi một đêm, chúng tôi được lệnh cơ động đánh căn cứ Dầu Tiếng của địch. Từ nơi trú quân đến vị trí tập kết dự trù đi hết một ngày đường. Tới 11 giờ trưa, lệnh tạm dừng chân ở suối Cát Đường Long để bộ đội nghỉ ăn cơm, kiểm tra quân số, xốc lại đội hình chiến đấu. Tháng 12, tiết trời đang khô, hành quân liên tục 7 giờ đồng hồ, mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm. Có lệnh dừng, bộ đội mừng rơn, tản ra tìm các gốc cây thoáng mát, tranh thủ ăn cơm vắt rồi tiếp tục đi tiếp. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Đại đội 1 đi đầu, chiến sĩ trinh sát ra suối Sino, đột nhiên gặp một tốp lính địch từ phía đông nam cũng đang xuống suối lấy nước. Chiến tranh có những điều ngẫu nhiên đến không ngờ như thế. Và sau đó mọi chuyện xảy ra đúng như lời Hậu kể. Hậu có trí nhớ tuyệt vời. Ngay từ những chi tiết đầu tiên, tôi đã nhận ra cả hai chúng tôi đều là người trong cuộc. Nhưng tôi vờ như là người xa lạ, vì muốn để Hậu tự nhiên trong câu chuyện, ông đang ngập tràn cảm xúc. Những tình tiết như đụng đầu ngay tại suối Cát Đường Long, đêm trăng sáng như đêm rằm, thời gian nghỉ ăn trưa, thời gian trận đánh, trực thăng thả dù hàng, số lượng tù binh chúng tôi bắt, tất cả đều đúng phóc. Chỉ có một chi tiết rất thú vị, tôi muốn được nói thêm cho đầy đủ. Khi trận đánh ban chiều đột nhiên dừng, lúc đó chúng tôi hoàn toàn không hiểu vì lý do gì. Và để đến bây giờ, sau hơn 40 năm, tôi mới biết đối phương không tiếp tục trận đánh chỉ vì hết đạn. Lại trời, phía chúng tôi khi ấy cũng trong tình huống ấy. Cơ số đạn chúng tôi mang theo để đánh căn cứ Dầu Tiếng cũng đã xả vào đây gần hết. Thế có đáng sợ không? Nếu lúc đó quân Cộng Hòa vẫn tiếp tục tiến công, thì tình thế của trận đánh sẽ ra sao? Trung đoàn trưởng Tạ Minh Khâm đi cùng mũi đại đội tôi, cầm máy điện đài báo cáo cấp trên xin chỉ viện cấp. Vừa lúc bất ngờ có trực thăng địch bay tới cuốn nhiều vòng trên đầu, cây cối nghiêng ngả, gió thổi rào rào. Ông bỏ máy phát lệnh các đại đội triển khai đội hình đánh địch đổ bộ đường không. Nhưng may quá, không phải địch đổ bộ tăng quân, mà địch cho máy bay lên để thả hàng chi viện. Đêm trăng,
đủ để chúng tôi nhìn ra ngoài cánh đồng trống, mặt đất nhờ nhờ như xương. Hình người đen nhẻm, những chú gấu chơi với vồ vật vài ba chục cái dù, bay phấp phới từ từ rơi xuống. Số khác lạc vào cánh rừng, nơi đơn vị tôi đang phòng thủ. Một chiến sĩ nào đó nói lớn và hài hước. Báo cáo thủ trưởng, hàng địch gửi tặng chúng ta. Có nhiều tiếng cười khúc khích ùa theo. Chúng tôi nhặt được khoảng 13 chiếc dù hàng, chủ yếu là đạn súng bộ binh và đạn súng cối, một ít thực phẩm, đồ ăn liền, nước uống giải khát. Có đạn, chúng tôi biết thế nào cũng phải chơi hiệp hai, nên đã sẵn sàng. Phía địch, đúng như nhận định của Tạ Minh Khâm, sau khi được tiếp viện, chúng bắt đầu mở đợt tấn công. Trời trong veo, trăng đã vượt sang quá đỉnh đầu về hướng tây. Chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa thản nhiên tọa sơn quan hổ đấu, chứng kiến màn hai của đôi bên kỳ phùng địch thủ cam go quyết liệt. Đến 23 giờ, trung đoàn trưởng Tạ Minh Khâm lệnh đơn vị DK-57 phụt liên tiếp 5 quả, rồi bất ngờ thổi kèn xung phong. Quân địch ngơ ngác, rừng khuya xáo động, gió rào rào thổi lẫn trong tiếng reo hò tiến công của chúng tôi. Địch bị tiêu diệt nặng, xác nằm phơi ngoài đồng, dọc theo bờ suối, trên bìa rừng Đường Long. Trận đánh kết thúc, chúng tôi toàn thắng, tiêu diệt hơn 200 tên địch, bắt sống 32 tên, loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn biệt động quân số 32 Cọp Đen. Phía quân ta thương vong hơn chục cán bộ chiến sĩ, trong đó có trung đoàn trưởng Tạ Minh Khâm bị thương nhẹ vào tay phải. May nhờ có chiến sĩ bảo vệ Lê Văn Hiệp đánh chặn, thoát được hiểm nguy. Thế là kế hoạch tiến đánh căn cứ Dầu Tiếng bị lỡ. Ngày đêm đó, chúng tôi hành quân trở về căn cứ. Hơn 30 tù binh lệnh trên bàn giao cho cơ quan binh địch vận của trung đoàn giải quyết, tổ chức học tập giáo dục. Rồi sau đó tôi nghe nói, ta đã phóng thích để họ được về đoàn tụ với gia đình. Không ngờ, trong đó có Hậu. Vẫn giả bộ tỉnh khô, tôi hỏi Hậu. Này nha, Tây Việt Cộng thả ông về, nhưng bên chính phủ Sài Gòn không làm khó dễ ông à? Hậu trả lời, có chứ, họ gọi chúng tôi lên phỏng vấn từng người, tôi thì cứ khai sự thật thôi. Tôi bị Việt Cộng bắt ở trận Đường Long, họ lại hỏi tôi, thời gian ở bên Việt Cộng có khai gì không? Tôi nói với họ, tôi biết gì để mà khai, họ cho chúng tôi ăn, không đánh đập, không tra hỏi, rồi thả chúng tôi về. Mấy ông sĩ quan tâm lý chiến tức ói máu không tin, nhưng mà biết làm sao. Cuối cùng, họ ghép chúng tôi vào tội đào binh, cạo chọc đầu, đưa đi lao công hành hạ thể xác khắp nơi. Cho đến tháng 4 năm 75. Tôi hỏi Hậu. Khổ thế, tại sao ông nói thoát chết là nhờ Việt Cộng? Đúng, tuy khổ, nhưng nhờ thành lao công đào binh thì tôi mới tồn tại chứ. Tôi gật đầu, tán đồng, và... nghe ra chừng có lý. Tôi lại hỏi Hậu. Thế sau giải phóng thì ông đi đâu? Tôi về lại Sài Gòn. Lúc đầu cũng khó khăn lắm mới hòa nhập được ông à. Đi ra đường, luôn tự ti về thân phận mình. Một thời gian dài, không làm được cái gì cho ra hồn. Nhưng mà giờ thì khác rồi. Tôi làm chủ một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu. Doanh thu hàng năm đạt 12 triệu đô. Hậu làm tôi bất ngờ với con số doanh thu đó. Nhìn Hậu, tôi biết ông đang rất hạnh phúc, và tự nhiên tôi cũng thấy vui lây. Vui quá đi chứ, cuộc đời thăng trầm, lúc lên voi, lúc xuống chó như thế. Giờ Hậu tự tin đứng vững, làm ăn phát tài phát lộc, gia thất đề huề. Xã hội lại tôn vinh các doanh nhân có đức có tài, góp phần phụng sự dân tộc, phụng sự đất nước. Đêm đây, tôi mới nói thật với Hậu. Tôi là người bắt ông làm tù binh cái năm đó. Hậu bỗng sực người nhìn tôi, rồi nói, ô, ông là Việt Cộng à? Trời đất ơi, tôi nói có sai đâu, Việt Cộng đã cứu sống tôi mà. Tôi cũng nói vui với Hậu, trận đó đánh lần thứ hai, mày nhờ có đạn tiếp viện của mấy trả mà tụi này chơi ngon đó nghe. Đúng vậy, đúng là gậy ông lại đập lưng ông. Cả hai chúng tôi cùng cười, cười rung bần bật,
chảy trào nước mắt. Rồi Hậu lại chợt hỏi tôi. À, thế ông có nhớ Tư Thanh không? Hơi bất ngờ, nên tôi hỏi vu vơ. Tư Thanh nào hả? Hậu nói. Thằng cha tiểu đoàn trưởng cóp đen của tôi á. À, nhớ rồi, Tư Thanh. Hậu gật đầu rồi nói tiếp. Sau trận đó, hắn đã bẽ mặt với cấp trên vì để thua đau, rồi bị giáng chức xuống còn đại úy và truyền về phía sau. Nghe Hậu nói, tôi hỏi thêm về hắn. Thế giờ Tư Thanh ở đâu? Khẽ nhếch môi cười, Hậu trả lời tôi. Chạy mẹ đã sang Mỹ rồi. Một chút buồn bâng khuâng, nhưng hỏi là hỏi vậy. Tưởng ai chứ Tư Thanh thì tôi biết khá rành. Sau giải phóng, Tư Thanh đi học tập cải tạo mấy năm, rồi về sống ở quận Gò Vấp. Tư Thanh là người Sài Gòn gốc, nẻo đi nước bước, cách thức làm ăn, hắn sành điệu hơn người. Khi đất nước mở cửa, hắn lập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bất động sản. Thời kỳ những năm 90 của thế kỷ 20, lợi dụng cơ chế nhà nước còn nhiều bất cập, hắn móc nối với một số quan chức phù phép phân lô bán nền ăn chênh lệch giá, mua một bán 10, 100, chẳng khác gì ăn cướp của dân. Hắn giàu lên thành tỷ phú chỉ trong vòng có mấy năm. Hắn có cả một trang trại gần 10 hecta ở khu vực Sóng Thần, Bình Dương, kinh doanh du lịch sinh thái. Tiền của hắn bấy giờ phải đo bằng thước. Hắn đi Hồng Kông, Macao chơi bài, chơi gái xoành xoạch để tiêu tiền, nhưng vẫn sống độc thân. Nhưng mà đúng là lưới trời lồng lộng. Cái kim trong túi lâu ngày cũng phải lòi ra. Năm 2005, vụ việc đất đai quận Gò Vấp bị phanh phui, té ra Tư Thanh là một trong những nhân vật có tên trong danh sách đen. Cùng với hắn, có cả hai quan chức đứng đầu cấp quận cũng bị xa lưới. Nhưng Tư Thanh đúng là cọp đen, khôn ngoan, giảo hoạt. Hình như hắn đã tính trước nên cao chạy xa bay sang Mỹ. Vậy là hắn đã thoát. Nay mai, vụ án đem ra xét xử, qua báo chí truyền hình không hiểu hắn nghĩ gì. Liệu hắn có tự cật vấn rủa xả mình không? Hoặc đầu óc thâm thù chống cộng trong hắn vẫn còn? Bằng một triết lý, trong chiến tranh hắn là kẻ bại trận, nhưng trong kinh tế hắn là người chiến thắng. À mà này, xin hỏi thật ông một câu nhé. Nếu không phải thì cũng đừng giận. Ông cứ hỏi đi. Thế tại sao người ta đi Mỹ rầm rầm, còn ông thì không đi? Hậu trố mắt nhìn tôi như một người xa lạ, rồi bỗng cười vang, một lát sau nói với tôi. À, ông bảo còn đi đâu? Thằng tù binh như tôi, họ không bắn là may rồi. Làm gì có chuyện gọi đi Mỹ? Nhưng mà, dẫu có đi, tòa cũng xin chào. Nói rồi, Hậu cười khực khực. Đêm đó là đêm cuối cùng hai chúng tôi ở cùng phòng trong bệnh viện dân tộc cổ truyền. Rạng sáng hôm sau, con trai Hậu đưa xe ô tô đến đón Hậu về. Trước lúc lên xe, Hậu nắm chặt tay tôi nói. Gửi ông cái cạc visit để biết địa chỉ gia đình. Nhớ khi nào ra viện, điện cho tôi đưa xe tới đón mời ông đến nhà thăm chơi. Cánh cửa xe đóng phập, êm dịu như tiếng gió lướt, rồi nổ máy hướng ra đại lộ Nam Kỳ khởi nghĩa, hòa vào dòng xe, hòa vào dòng người tấp nập đi trên đường phố. Nắng tháng giêng dịu dịu, vàng ươm như tơ. Thank you.
Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Khi chiến tranh đã xa của Đỗ Viết Hiện. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập. Cuộc gặp gỡ tình cờ của hai con người từng đứng ở hai chiến tuyến đối đầu được kể bằng một giọng văn mạch lạc giản dị. Quá khứ chiến tranh chống Mỹ khốc liệt được xây dựng qua hồi ức khá rõ nét của hai cựu binh. Tính cách của nhân vật Hậu, người lính ngụy năm xưa, được thể hiện một cách chi tiết, kỹ càng thông qua suy nghĩ, đối thoại về cuộc chiến, thời hòa bình và cả cuộc sống hôm nay. Người đọc có thể hình dung và thông cảm với thân phận của những thanh niên như Hậu ở miền Nam bắt buộc phải cầm súng chống lại đồng bào mình. Xây dựng nhân vật Hậu với đời sống đầy đặn, phong phú, nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Nhân vật trở nên sống động, gần gũi với đời thường. Và thông qua tình cảm suy nghĩ của người từng ở vị thế đối lập với nhân dân, chúng ta cảm nhận được tính nhân đạo khoan dung của chiến tranh giữ nước. Một loạt biến cố xảy ra trong cuộc đời Hậu càng chứng minh rõ điều này. Nhân vật tôi, người kể chuyện, có lối quan sát khá tỉ mỉ, nhạy cảm trong việc dựng lại quá khứ hay miêu tả đời sống hiện tại ở bệnh viện. Tuy nhiên, có đôi chỗ người kể chuyện xa vào lạm dụng tư liệu lịch sử mà chưa đầu tư nhiều cho sáng tạo nghệ thuật. Sự thật chiến tranh được cả hai nhân vật bổ sung cho nhau nên có vẻ sống động riêng, nhưng vẫn lộ những xếp đặt. Song dẫu vậy, tác giả truyện ngắn có ý thức rất rõ trong khái quát ý nghĩa việc khép lại quá khứ chiến tranh để xây dựng hòa bình. Lòng bao dung, nhân đạo luôn luôn là tiền đề cho mọi sự lầm lạc được hối cải, phục sinh theo nghĩa tích cực nhất. Đây cũng chính là động cơ cho những chuyển biến tích cực trong con người Hậu, biết nhận ra sai lầm, đứng lên làm lại cuộc đời.